Dạ, chào các bác, quay trở lại kênh xe đạp công việc. Hôm nay em đang có một cặp bánh carbon để gửi đến các bác tham khảo đây. Cặp bánh này của em mang thương hiệu Mercury. Thương hiệu này nó của Mỹ các bác nhé. Bánh này của em nó về trong tình trạng nó là cái hàng tháo xe các bác ơi. Hàng tháo xe, nó như kiểu là tháo xe trưng bày các bác. Em nhìn ở đây thì nó gần như mới luôn. Cái cối thì nó có cái dấu vết là gắn líp rồi, nhưng mà chưa thấy có cái vết hằn ở trên cái cối này các bác nhé. Cặp bánh này nó là một cặp bánh đời mới, sử dụng thắng đĩa các bác nhé. Trục này là trục lớn, trục 12mm. Trục này là trục thông dụng các bác nhé. Nó sẽ tương thích với tất cả những cái chiếc xe đua đời mới mà sử dụng thắng đĩa. Và bánh sử dụng vỏ ruột giờ hay còn gọi là xăm lốp các bác nhé. Nó là hàng tháo xe trưng bày nên là đây, ở cái tem này thì nó có một cái vết xước nhẹ nhẹ này. Cái này nó bằng đề can nó dán vào các bác nhé. Cối thì là cối Shimano, sử dụng được cho những cái bộ group 11 lít hoặc là 11 12 lít của Shimano các bác nhé. Thằng này nó chạy bạc đại, cối nổ rất là hay các bác ơi. Và cặp bánh này thì nó rất là trớn. Tháo xe là đây, cái chỗ này nó có bị chảy một chút cái tem này các bác này. Này để can nó dán vào các bác nhé. Chung là nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu. Không biết là nó va quẹt, nó dắt ra dắt vào gì trong cửa hàng gì đấy. Đấy là, hoặc là chủ cũ người ta mua về dắt ra dắt vào, không may nó va quẹt thì nó bị xước cái tem này một chút các bác nhé. Rách một chút cái tem này. Nhiều khi là cái chủ cũ của cái bánh xe này các bác, người ta mua về người ta muốn nâng cấp lên một cái thương hiệu bánh nó cao cấp hơn, ví dụ như là Jeep hoặc là Camba Grollo gì đấy. Đấy nên là người ta tháo cái bánh cũ đi theo xe ra người ta bán lại. Đấy, nên là mình mua lại thì nó sẽ được cái giá rất là rẻ các bác nhé. Chung là cái cặp bánh này thì nó là một thương hiệu của Mỹ mà nó không phổ biến ở Việt Nam mình các bác nhé, nên là ít người biết. Thương hiệu lạ thì nói chung là bọn em đi săn thì cũng phải mua với những cái mức giá rất là rẻ thì mới dám mua. Còn những cái thương hiệu lớn như ví dụ như là Jeep hoặc là Camba, Bon Jovi thì nó dễ. Thương hiệu này nó vừa vừa tiền thôi. Nhưng mà em thấy nó ngon lắm các bạn ơi. Nó rất là trớn đấy các bạn nhé. Thấy rất là trớn và cối nổ rất là hay. Bản này cao 5 sen. Carbon này cao 5 sen các bạn nhé. Để em test thử cái độ trớn và cái tiếng nổ của cặp bánh này. Độ trớn này. Đấy, nó nổ rất là hay các bác nhé. Tiếng nổ của nó không như là tiếng nổ của những cái cặp bánh Trung Quốc, bánh tàu đâu. Rất là trớn. Trớn qua nhé. Trục này là trục 12, trục lớn. Thằng này nó dùng bằng xem tàu lóc các bác này. Đó. Xem tàu lóc các bác nhé. Nó sẽ tương thích với lại những cái bộ lá đĩa của Shimano hoặc Sara, sử dụng xem tàu lóc. Cái nan của nó đấy các bác này. Cái nan của nó mà nhìn sát là nó có cái màu như kiểu là màu đồng các bác nhé. Đó. Nhìn nó rất là sang các bác ấy. Dòng này thì nó sử dụng nan là nan tròn. Nó giống cái nan của cái dòng dầu van đấy các bác. Nan tròn. Rất là bé các bác nhé. Đùm này nó như kiểu là đùm phay nhôm các bác ấy. Cái này thì các bác sử dụng về lâu về dài thì nó sẽ không bị như cái dòng đùm mà nó sơn các bác ấy. Sơn thì về lâu về dài nó sẽ bị sủi. Nhưng mà thằng này nó dạng kiểu phay nhôm các bác. Ở đây thì nó sẽ có cái logo của Mercury. Đấy các bác. Bạc đạn. Rất là trớn và cối nổ rất hay các bác nhé. Nổ to đấy các bác ơi. Đấy, bác nào mà đang muốn tìm cho mình một cái cặp bánh nổ to thì đây là một cái lựa chọn. Đấy, một cái lựa chọn rất là hợp lý.
về cái giá cả và cái độ trớn và chất lượng các bác nhé. Nổ rất hay luôn. Đấy, nó có cái vết xước thì vừa giờ em quay thôi. Đây, này xước tí này. Xước cái tem các bác nhé. Cối này. Cối thì chưa thấy có vết líp các bác nhé. Chỗ này nó hơi nhăn một chút các bác này. Nó chỉ bị tem thôi, còn thì cái carbon của nó thì nó vẫn cứ như mới luôn. Bạc đại. Đây là cái bánh trước của nó các bạn này. Bánh trước thì em chưa thấy có xước, nó chỉ có những cái vết bẩn nữa các bạn nhé. Thực tế thì cái cặp bánh này thì em nghĩ là nó chưa chạy đâu, nó chỉ là hàng tháo xe ra, chưa chạy. Nếu mà nó chạy thì nó sẽ có cái vết hằn của líp vào cối các bác nhé. Bạc đại, bạc đại, rất là mượt. Mercury. Các bác lên Google các bác tra Mercury, nó ra cái thương hiệu bánh này của Mỹ. Mà em nghe nói là nó bị đóng cửa rồi các bác, phá sản rồi. Phá sản năm ngoái 2023 các bác. Nhưng mà cái website của hãng nó vẫn còn. Nó cũng trên website là nó có thông báo cả ngày phá sản luôn các bác nhé. Đóng cửa, không sản xuất nữa. Quá đẹp luôn. Và đạn rất là mượt các bác nhé. Cái này nó có những cái vết bụi. Cặp này thì nói chung là nó là hàng thương hiệu. Đấy, nhưng mà giá thì nó chỉ xem một cặp bánh của Trung Quốc thôi các bác ơi. Cặp này thì loanh quanh tầm khoảng 10 triệu là các bác sở hữu cặp bánh này rồi các bác ơi. Bác nào cần thêm líp này, cần thêm xăm lốp hoặc là cần gắn thêm luôn cả lá đĩa thì em có hết các bác nhé. Đấy. Gắn đầy đủ hết cho các bác, về các bác chỉ có bỏ vào xe là sử dụng thôi. Đấy. Có những bác ở xa không có đồ, không có đồ để tháo lá đĩa, không có đồ để tháo líp thì em có sẵn hết. Có lá đĩa của Utegra R8000, có líp, xăm lốp đầy đủ hết các bác nhé. Giá thì xem thêm một cặp bánh mới của Trung Quốc thôi. Và các bác chơi được cái cặp này là thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Hàng tháo xe trưng bày. Các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0936525998. Số này em có kết nối cả Zalo. Rồi em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyến. Chào các bác.